cái cảm giác ấy nó cứ kiểu châm chích và hơi ngứa ở trên môi, vì trong cái sản phẩm này nó có bọt mọi người ơi, ngứa ngứa khó chịu ngứa, ui nó cay lắm mọi người ơi. Đây, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chủ đề review về những sản phẩm cực kỳ hot ở trên TikTok. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không chỉ review về những sản phẩm làm đẹp, mà mình còn sẽ review về những sản phẩm gia dụng, có thể là những cái sản phẩm sử dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và trước mặt mình đây hiện nay đang có tổng cộng là 7 sản phẩm cực kỳ hot ở trên TikTok và được mọi người review khen ngợi rất là nhiều. Và về cá nhân mình ấy thì mình cũng rất là muốn thử những cái sản phẩm này, xem thực tế là chất lượng thực sự của những sản phẩm này như thế nào. Sản phẩm đầu tiên mà mình review trong video ngày hôm nay đó chính là một sản phẩm tẩy da chết dành cho cơ thể mà cực kỳ hot ở trên TikTok. Đó chính là cái sản phẩm tẩy tế bào chết dành cho body đến từ nhà Dove. Và hiện nay ở trên tay của mình ấy đang có hai bản, đều là bản Mỹ với trọng lượng là 298g. Thì ngay bây giờ mình sẽ review về cái sản phẩm tẩy da chết có chiết xuất từ maca và sữa gạo này nhá. Trong lần đầu tiên khi mà mình thử sử dụng cái sản phẩm này, mình đã cực kỳ sốc luôn mọi người ơi. Mình không thể ngờ rằng ấy có một cái sản phẩm tẩy da chết dành cho body mà nó có cái mùi thơm đến mức như vậy. Cái sản phẩm này nó đúng nghĩa là có một cái mùi, nó rất là bùi nhá, thơm nhá, ngọt nhá, kiểu nó rất là ngon luôn ấy mọi người. Thực sự là nó như vậy luôn ý. Và cái mùi hương này ấy, nó cũng bám lại ở trên cơ thể khá là lâu. Sau khi mình tắm khoảng tầm từ 3 đến 4 tiếng thì mình vẫn thấy cái mùi này nó quanh quẩn ở trên cơ thể. Nói chung đây là một cái mùi cực kỳ ngọt ngào. Cái kết cấu của sản phẩm này nó rất là mềm, tuy nhiên nó sẽ hơi đặc một chút xíu, và khi massage lên trên da thì nó sẽ có những cái hạt tẩy da chết ở phía bên trong, cực kỳ thích luôn mọi người ơi. Sản phẩm này thì có một màu trắng kem và bên cạnh đó sẽ có những cái hạt màu nâu lợn cợn ở trong cái sản phẩm này. Và thực tế những cái hạt massage trong cái sản phẩm này nó có một cái mật độ hạt rất là dày, nó không giống như những cái hạt đường tẩy da chết trong những cái sản phẩm tẩy da chết mà mình thường gặp ấy. Thì những cái hạt đường đấy khi mà massage lên trên da nếu mà gặp nước thì nó tan ra rất là nhanh. Tuy nhiên cái hạt ở trong cái sản phẩm này thì nó sẽ không bị tan ra như vậy, mọi người lưu ý nhá. Cho nên là cái hiệu quả massage lên trên da của nó được duy trì rất là lâu. Bên cạnh đó hiện nay ở trên thị trường ấy có những cái loại tẩy da chết body ấy, có những cái loại bột xay da, mình lấy ví dụ như là bột cà phê này, hay là bột từ quả óc chó, hay là bột từ hạt quả đào ấy. Nó có khả năng gây ra cái tình trạng bít tắc ở trong cái ống cống rất là cao, vì những cái loại bột đấy nó không tan trong nước. Nhưng mà đối với cả cái sản phẩm tẩy da chết đô này ấy, nó sẽ ngược lại hoàn toàn đó nhá. Cái hạt của trong cái sản phẩm này nó rất là mịn luôn. Cho nên khi mà tắm xong ấy mà dội nước ra một cái là mọi người sẽ thấy rằng là gần như nó hòa tan với nước và nó không đọng lại ở trong nhà tắm quá nhiều đâu. Đấy là điểm mà mình cực kỳ thích luôn nha mọi người. Và mình thấy rằng ở trên TikTok ấy thì có rất nhiều những cái sản phẩm mà mọi người PR quá đà này. Nói chung là cái công dụng của nó không giống như những cái lời quảng cáo. Nhưng mà riêng đối với cả cái sản phẩm tẩy da chết đô này ấy, thì mình thấy rằng đây là một cái sản phẩm thực sự xuất sắc luôn ý. Và mình thấy rằng mọi người hay sử dụng cái hũ này ấy để sử dụng cho cái phần da dưới cánh tay là cái phần nách để làm trắng nách. Tuy nhiên mình khẳng định lại nhá, nó không có khả năng làm trắng da. Cái cảm giác sau khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì chỉ một cái từ thôi, đó chính là rất là đã mọi người ơi. Sau khi mà tắm xong ấy, mọi người sẽ thấy cái da của mọi người thực sự nó rất là sạch luôn. Nhưng mà nó vẫn để lại một cái độ mềm mịn và hơi ẩm nhẹ ở trên da, nhưng mà nó không phải kiểu quá ẩm quá nhờn ở trên da đâu. Về cái bảng thành phần của sản phẩm này thì thành phần chính sẽ là những cái chất giữ ẩm như là glycerin này, hay là stearic acid, và bên cạnh đó trong bản thành phần cũng có khá những cái chất hoạt động bề mặt tạo bọt để có thể làm sạch ở trên bề mặt da. Trong sản phẩm này sẽ không có hạt vi nhựa mà thay vào đó sẽ là một thành phần có tên gọi là hydrated silica. Thành phần này thì có nguồn gốc từ thạch anh, cát và đá lửa, thân thiện với môi trường hơn là hạt vi nhựa. Hương liệu ở trong cái bảng thành phần này thì đứng ở vị trí khá là cao, đó chính là lý do vì sao mọi người sẽ thấy rằng là cái mùi hương của cái sản phẩm này thực sự nó rất là thơm. Mình khẳng định là rất là thơm luôn nhá. Trong bảng thành phần của sản phẩm này thì có chiết xuất từ dầu hạt maca này, chiết xuất từ gạo và có chiết xuất từ sữa. Cả ba thành phần này đều có công dụng là dưỡng ẩm và làm mềm da. Thì đây là cái bản có chiết xuất từ maca và sữa gạo nhá. Tiếp theo đó sẽ là cái bản lựu và bơ hạt mỡ. Thì cái bản này mình không thích bằng cái bản maca, đấy là sự thật, bởi vì cái kết cấu của nó lỏng hơn, cho nên khi sử dụng ấy mình cảm giác nó rất là hao. Bên cạnh đó về cái mùi hương của sản phẩm này thì nó là một cái mùi lựu rất là thơm và tự nhiên. Và về kết cấu của sản phẩm này, vì nó lỏng như vậy cho nên khi mà massage lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng là nó không thể mềm mịn như là cái bản maca. Cảm giác khi sử dụng lên trên da thì cái mật độ hạt nó vẫn dày như vậy, và cũng có những hạt li ti màu nâu ở trong cái sản phẩm này. Nhưng mà sau khi xả sạch lại với nước ấy, thì mình thấy rằng cái bản lựu này nó sẽ có cái cảm giác sạch hơn, khô hơn so với bản maca. Bản maca sau khi mà chúng ta rửa lại với nước thì vẫn có một độ mềm mịn. Để chấm điểm cho cả hai cái sản phẩm này thì cái bản maca này mình không có cái điểm gì để chê trách luôn.
luôn, chắc chắn là sẽ chấm 10/10. Recommend cho mọi người sử dụng rất 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 là nhiều lần luôn, và chắc chắn là mình sẽ mua đi mua lại, mua mãi mua hoài. Điểm trừ duy nhất của sản phẩm này mà mọi người tung hô ở trên TikTok quá nhiều, đó chính là cái sản phẩm này có khả năng giảm thâm và làm sáng da. Nhưng mình nhấn mạnh lại nhé, sản phẩm này không hề có khả năng giảm thâm và làm sáng da. Còn về cái bản lựu này thì mình sẽ chỉ chấm là 7/10 thôi. Cái cảm giác khi sử dụng ở trên da nó khá là tương đồng, tuy nhiên cái kết cấu của nó loãng hơn rất là nhiều. Và về cái mùi hương của bản lựu này thì mình không thích bằng cái bản Macca, cho nên trong cả hai bản này thì chắc chắn là nên mua cái bản Macca này nhá. Tiếp theo đó thì mình sẽ review một sản phẩm cực kỳ thần thánh ở trên TikTok mà mọi người cũng khen rất là nhiều, đó chính là sản phẩm chuốt tóc con của Nội Địa Trung. Cái sản phẩm này thì có giá thành rất là rẻ luôn nha mọi người. Chỉ có giá là 15.000 đồng một cái cây chuốt tóc con như thế này thôi. Về cái bao bì của nó thì giống như một cây mascara, nhưng mà cái nhãn của nó thì dán ở trên thân chai chứ không phải là in mà nha mọi người. Và bên cạnh đó cái mùi hương của nó thì nó là một cái mùi hương liệu kiểu nồng nồng mùi xà phòng. Thì ngay bây giờ mình sẽ dùng thử cái sản phẩm này cho mọi người được biết nhá. Chạy lên nhá. Ui, cái này nó giống như kiểu bên trong có cái keo gì ấy mọi người. Đúng đúng kiểu nó có cái keo ấy. Đây nhá, mọi người thấy không? Là cái phần keo ấy nó sẽ làm cho tóc của mọi người dính theo kiểu cục ấy. Chứ nó không tơi ra mọi người ơi. Đây này. Mình sẽ dùng thử cho cái phần tóc mai ở phía đằng trước nha mọi người, chảy lên nhá. Đây này, bên trong nó sẽ có một cái keo gì đấy mọi người ạ, mà nó làm cho tóc giữ được nhá. Đấy, mình chỉ sử dụng một lần nhúng cọ thôi đấy, mà khi mà chảy thì nó sẽ bết như thế này. Không khác gì cái keo vuốt tóc mọi người ơi. Cái này thì có khi sử dụng keo vuốt tóc mà còn hơn ấy. Nhưng mà đây, mọi người thấy không? Nó sẽ làm cho tóc của mọi người bị bết thành từng cục kiểu đây, lọn như thế này, nhìn nó không sạch mọi người ơi. Tiếp theo đó thì mình sẽ thử với cả một bạn tóc ngắn. Bạn này có rất nhiều tóc con luôn nhá. Đây, thì bây giờ mình sẽ thử này. Chải nhá. Đây nó ướt lắm mọi người ơi, mọi người thấy không? Chải lên một cái là nó ướt đẫm nước này. Và nó sẽ làm tóc của mọi người kiểu bết thành từng lọn ấy, kiểu cục ấy. Chứ nhìn nó không tơi. Đây mình chải cho nó khô này. Chải đi chải lại, chải mãi chải hoài này. Tự nhiên cái đầu sạch nó lại thành cái đầu bẩn. Yêu ơi, nhìn nó bẩn, nó bết dã man luôn đi này. Đối với cá nhân mình ấy, cái chuốt tóc con Nội Địa Trung này ấy, nếu như để đánh giá khách quan ấy, thì nó có công dụng thật. Nó có thể làm cho tóc con của mọi người gọn lại. Cái này thì mình nghĩ rằng là thích hợp nhất để sử dụng cho phần sau gáy, nhưng lưu ý là nó vẫn sẽ làm cho tóc của mọi người trông rất là bẩn nhé. Còn sử dụng cho cái phần đằng trước thì theo cá nhân mình là mình không recommend, mặc dù cái giá thành của nó rất là rẻ. Tiếp theo đó sẽ là một cái sản phẩm cực kỳ nổi tiếng ở trên TikTok và mình thấy rằng nhiều người review lắm mọi người ơi, đó chính là máy cắt lông xù. Mình mua cái sản phẩm này ở trên Shopee chỉ với mức giá là 95.000 đồng và shop này nhấn mạnh rằng đây là sản phẩm Nội Địa Nhật Bản nha mọi người, có sử dụng pin. Cái chất liệu nhựa của cái máy này ấy, thì mình thấy rằng nó rất là sơ sài luôn mọi người ơi. Và mình không nghĩ rằng đây là một cái máy của Nhật Bản đâu. À đúng rồi mọi người ơi, bên dưới thì nó ghi là Japan, Nhật Bản, nhưng bên trên thì lại là Made in China. Test thử cho mọi người đây, mình bật thử cho mọi người nghe cái tiếng nhá. Đây này. Rồi bây giờ dùng thử luôn nhá. Ui nó cắt được thật này. Đây là sự khác biệt nha mọi người, bên này là cắt rồi này, bên này là chưa cắt này. Đây bên trong nó sẽ có cái bông cắt ra như thế này nha mọi người, nó cắt được thật ý. Bên trong nó đơn giản chỉ là một cái motor thôi. Đây nó sẽ có cái motor cánh quạt để hút cái bông vào nhá. Và ở bên trên này khi cái cánh quạt này xoay nó sẽ có những cái lưỡi dao. Cơ chế hoạt động của nó thì khá là đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp đâu mọi người ơi. Nó cắt được thật ý. Đây mọi người thấy không, cái phần bông ở bên dưới nó rất là nhiều luôn nhá, cái phần lông xù ấy này. Đối với cả cái máy cắt lông xù này ấy, mình khá là bất ngờ mọi người ơi, bởi vì thực sự là nó hiệu quả thật ấy. Cái máy này cầm cũng dày dặn chắc tay, tuy nhiên cái chất liệu nhựa thì mình không đánh giá quá cao. Và về cái độ bền ấy thì vì là đồ điện cho nên là mình không dám nói trước bất cứ điều gì, nhưng với giá là 95.000 đồng, chưa nói về cái độ bền nhá, nhưng mà về cái hiệu quả thì mình sẽ chấm là 8/10. Và nếu như có recommend cho mọi người sử dụng hay không ấy thì mình nghĩ là mình sẽ recommend cho mọi người sử dụng nhá. Tiếp theo đó sẽ là máy sưởi mini cầm tay đa chức năng nhá, thì mình mua về mình còn để nguyên trong hộp, mình còn chưa test thử luôn nhá. Bây giờ mình sẽ mở ra dùng thử nhá. Cái máy này năm nay siêu hot luôn nha mọi người, ở trên TikTok nhá. Và những cái kênh review ấy thì mình thấy rằng mọi người review rất là nhiều về cái máy này. Tất nhiên nó sẽ là hàng Nội Địa Trung rồi. Cái máy sưởi mini này nó sẽ có giá là 125.000 nha mọi người. Thì đây là cái hộp giấy ở phía bên ngoài. Đây là cái máy ở phía bên trong. Và tất cả chất liệu nó đều làm bằng nhựa hết. Đây mọi người có thể thấy này. Sau khi sạc xong ấy, cái máy sưởi mini này thì theo như hướng dẫn của bên bán hàng, mình sẽ
bấm giữ vào cái phím giữa của cái sản phẩm này đến khi nào nó sáng đèn, thì ở bên trên này nó sẽ có một cái đèn xanh. Đây mọi người thấy không? Sau khi bấm cái đèn xanh này lên thì chúng ta có thể chuyển cái mức độ nóng của cái sản phẩm này bằng cách bấm thêm một lần nữa thì nó sẽ chuyển sang đèn màu đỏ nhá. Và cứ bấm thêm thôi và nó ấm lên khá là nhanh luôn mọi người. Và nó chỉ làm ấm được ở cái phía mặt sau này thôi, còn hoàn toàn cái mặt trước ở phía con gấu này thì nó sẽ không hề làm ấm được nha mọi người. Mình sẽ đo thử nhiệt độ ở trên cái máy làm ấm này nhá, nó sẽ làm ấm được lên là 50 độ nha mọi người. Thì cái sản phẩm này nếu như mà để sử dụng vào mùa đông thì mình thấy rằng nó cũng khá là hợp lý để sưởi ấm trong lòng bàn tay. Nhưng mọi người lưu ý này, là cái diện tích làm nóng của cái sản phẩm này thực sự nó rất là bé luôn. Nó chỉ làm nóng được ở trên cái khu vực này một tí xíu ở đây thôi nha mọi người. Cho nên là khi mà sử dụng ở trong cái lòng bàn tay ấy, thì mình thấy rằng nó không xi nhê một chút nào. Với giá 125.000 ấy, thì theo riêng quan điểm cá nhân mình nhá, là mọi người không nên mua cái máy này. Và mình thấy rằng những cái bạn TikToker ở trên mạng nói rằng là cái sản phẩm này nếu như mà đến ngày mà mọi người dụng dâu ấy, có thể sử dụng để chườm ấm lên trên bụng. Nhưng mọi người lưu ý này, cái độ làm nóng của cái sản phẩm này nó không tốt, nó chỉ lên được khoảng tầm 50 độ thôi nha mọi người. Cho nên nếu như để chườm qua một lớp quần áo gần như là nó không xi nhê. Cho nên mọi người lưu ý nhá, nếu như để chườm trực tiếp lên da thì cái diện tiếp xúc của nó cũng rất là bé. Đối với giá là 125.000 thì mình nghĩ rằng sẽ có nhiều sự lựa chọn túi sưởi tốt hơn, và nhất là cái túi sưởi nước thần thánh mà ngày xưa mình đã từng sử dụng ấy. Cái này rất là tốt luôn nha mọi người. Có thể sử dụng để chườm lên bụng này, có thể sử dụng để làm ấm tay và làm ấm cả cái phần cơ thể, vì cái diện tiếp xúc của nó rất là lớn và giữ nhiệt được trong khoảng thời gian rất là lâu. Cho nên mọi người lưu ý nhá, 125.000 cái này thì mình nghĩ rằng là mua để trang trí thôi, chứ còn để công dụng làm ấm mua đó thì không ăn thua. Tiếp theo đấy thì mình sẽ review một cái sản phẩm cực kỳ hot ở trên Shopee và cả ở trên TikTok mọi người ơi. Mình đã mua về từ rất là lâu rồi và mình đã thử sử dụng đây rồi nha mọi người. Nhưng mà mình thì không biết cách sử dụng cái này, mình dán lên cứ nó cứ bị xiên xiên vẹo vẹo ấy mọi người. Nhưng mà chị gái mình biết cách sử dụng cái này thì ngày hôm nay mình sẽ nhờ chị gái của mình dán thử cái lông mi này nha mọi người. Cái này thì có tên gọi là hộp lông mi giả Cevic dáng chữ A dùng để nối mi. Và cái sản phẩm này thì đã có lên đến 24,6.000 lượt bán, gần 25.000 lượt bán nha mọi người. Đây là một hộp mi nguyên nha mọi người. Thì còn đây là một cái hộp mà mình đã sử dụng được một hàng đây rồi. Còn có cả cái keo mình dính ở bên trong này cho nó đỡ mất. Có hai loại keo, một là cái keo trong suốt nó sẽ màu xanh, và hai là cái keo màu đỏ này này thì nó sẽ là màu đen nha mọi người. Thì mọi người tùy mọi người mua thôi. Nên là cái keo ra tờ giấy như thế này nhá. Rồi bắt đầu làm nào. Rồi một cái nha, nó không được thẳng hàng như là mi nối đâu. Mi thẳng đừng có nhắm mi nó cứ nhắm mắt lại, mi mà nhắm mắt lại tao không thấy cái điểm đi của mi đâu. Mi nó cứ bay bộ nó cứ nhảy đi nè tao mệt bộ ba trò vẫn đặt nặng cho tay anh rung anh ngứa. Anh ngứa cả nách luôn, ba trọt mà anh ngứa nách tươi luôn. Thương đâm như thế bảo sao nó chẳng ngứa. Bà chọt vào mi rồi cái... kiểu mi sao hết cái này là kiểu con cục con này kiểu tự nhiên để những kiểu mi mà đi trai bào mày đồ cháu chia sẻ đi nắng à, đi mưa cái này là kiểu lông mi chim sẻ đi mưa mọi người ơi. Không anh chân mi đột nhiên hơi mi ngầm được đó nè. Có đơn giản gì nhau. Nhìn lên nó sẽ làm cái buồn. Nó sẽ bám vào cái mi thật của mình ý, và nó bay thôi. Nó không thể nào mà nó dây được như cái mi đấu thế đấu. Rồi nhìn lên xem mà ui nhìn được có lông mi thật kìa. Nhưng mà nó bết lắm. Cái này chắc chỉ đi ô tô được thôi. Cái này đi xe máy đi xe máy lên dừng lại nó thấy con lên con trưởng con lên con lên con xuống đã may. Đây là cái phần mi đã nối nha mọi người. Thì mọi người lưu ý nhá, cái keo này nó là cái keo dán mi, cho nên là mọi người tẩy trang ra nó rất là dễ dàng nhá. Khi nối lên thì cảm giác nó hơi bết vì cái chân nó to ấy, cho nên khi mà nhắm mi lại thì nhìn nó sẽ bị như thế này. Còn bây giờ em mở lên đi. Mở lên, mở mắt nhìn lên lên. Chịt mê rồi. Em chưa mở được này. Từ mà, bình tĩnh mà, từ từ mà. Em chưa mở được này, từ từ mà. Em chỉ nghĩ gì đó. À rồi. Cái mi nó. Cái mi chết. Cái mi chết rồi, cái mi rồi. Cái chất keo này nó sẽ cứ bị dính ấy, cho nên là nó sẽ rất dễ dính vào mi trên và mi dưới. Ngân mở mắt ra đi Ngân. Ôi. Keo này độ bám không tốt, lần trước chị dùng cũng bị như thế mà. Nó dễ ra lắm này này. Mọi người nhìn nhá, đây này, mình cầm nhá.
Này, nhìn mình cầm đấy, mình không cần phải tạo lực gì đâu nhá. Mình kéo nhẹ này. Đấy, nó ra luôn nhá. Về cái bộ lông mi nối Cevic này thì mình thấy rằng là cái chất lông mi của cái bộ này nó rất là cứng luôn nha mọi người. Với giá là 48.000 đồng ấy. Thì nếu như để sử dụng mà mọi người đã chốt mascara lên rồi, mọi người kiểu đính khoảng tầm 4-5 cái trông mắt nó kiểu bay một chút xíu ấy, thì khá là đẹp đấy. Bởi vì bên mình ấy không có ai biết make up quá là chuyên nghiệp ấy. Nhưng mà đối với những bạn nào mà biết make up chuyên nghiệp thì có khi sử dụng cái mi này thì nó sẽ đạt cái hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên mình đang đánh giá ở trên cái phương diện đó chính là cái mi này nó rất là cứng, đấy là cái thứ nhất. Và cái chân mi của nó thì quá to, cho nên khi mà cắm vào ở phía bên dưới mi ấy, thì có khả năng mọi người sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên để chấm điểm cho cả cái bộ lông mi nối này cùng với cả cái keo ấy, thì mình sẽ chỉ chấm là 6 điểm rưỡi thôi. Tiếp theo đó sẽ là một cái sản phẩm tẩy da chết môi có công dụng được quảng cáo cực kỳ thần thánh, đó chính là có thể làm sạch được cái lớp da chết ở trên môi cực kỳ dễ dàng nhá. Và bên cạnh đó còn có khả năng dưỡng làm hồng môi, bởi vì ở trong sản phẩm này còn có chứa AHA, PHA chiết xuất từ trái cây. Và mọi người biết không, mình đã rất là ham hố khi mua cái sản phẩm này về. Mọi người ơi, mình đã mua tổng cộng là 2 tip và đã sử dụng hết sạch 1 tip rồi. Và ngay bây giờ thì mình sẽ dùng thử cái sản phẩm này và cho mọi người được biết rằng là cái sản phẩm này thực sự nó có thần thánh hay không, và với giá 125.000 thì nó có xứng đáng với giá tiền hay không nhá. Đây là môi của mình nha mọi người. Thì hiện nay đang có rất nhiều da chết, bởi vì mình muốn để cái vẩy da chết thật nhiều ở trên môi để test thử cái sản phẩm này cho mọi người được biết ý. Nào bây giờ mình sẽ sử dụng thử lên trên môi nhá. Khi mà bóp ra thì mọi người sẽ thấy rằng là cái sản phẩm này nó có một cái mùi dâu mọi người ơi, khá là nồng đấy. Cái chất của nó thì hơi mịn một chút xíu. À đây, khi mà massage lên trên môi thì nó sẽ sủi bọt ngay lập tức như thế này. Để yên ở trên môi như vậy đến khi nào cái lớp bọt này nó hơi tan ra rồi ấy, thì lúc đấy chúng ta mới massage nha mọi người. Cái cảm giác ấy nó cứ kiểu châm chích và hơi ngứa ở trên môi, vì trong cái sản phẩm này nó có bọt mọi người ơi. Khi cái bọt này nó bị vỡ ra ấy thì nó sẽ hơi châm chích và nó cứ kiểu ngứa, khó chịu, ngứa. Ngay bây giờ thì mình sẽ tẩy da chết cho mọi người được thấy, vì cái lớp bọt này nó đã tan ra dần rồi nhá. Này, mình đã sử dụng thử cái sản phẩm này rất là nhiều lần rồi ấy. Thì nó giống hệt những cái sản phẩm tẩy da chết vật lý mà nó dạng gel ấy mọi người. Đấy, khi cái dạng gel đấy nó massage trên da nó cũng tạo ra những cái ghét như thế này. Còn đây hoàn toàn không phải là cái lớp da chết ở trên môi của mọi người nhá. Là sau khi tẩy da chết xong ấy thì cái môi của mọi người nó rất là khô. Đây là sau khi cái môi của mình tẩy da chết xong thì mọi người sẽ thấy rằng là nó khá là khô. Và cái khả năng tẩy da chết của nó không tốt mọi người ơi. Đây là cái vẩy da chết nó còn rất là nhiều ở trên môi luôn ý. Đây là một đôi môi rất nhiều da chết nha mọi người thấy này. Cái vẩy da chết nó rất là nhiều luôn. Đấy, môi này mà da chết một cái là biết ngay này. Đấy, rồi nhá. Đấy, cái lớp bọt này nó bắt đầu nó vón lại. Rồi, bây giờ để bông tẩy trang lau đi nhá. Đấy. Đây này, mọi người thấy không? Đây là cái lớp ghét ấy của cái sản phẩm Bubi. Lớp bọt đấy thôi chứ không phải là cái lớp da chết ở trên môi đâu nhá. Này, cái lớp da chết thực sự ở trên môi ấy, đây nó vẫn y nguyên đây này mọi người thấy không? Thấy không? Đấy, nó không ra được ấy. Mà bây giờ mà cố gắng mà tẩy nó ra thì có khả năng nó sẽ chảy máu. Sau cái đoạn test thử cái sản phẩm tẩy da chết cho môi Bubi này ấy, thì cái nhận xét của mình đó chính là đây là một cái sản phẩm mà theo riêng quan điểm cá nhân mình nhé, là nó rất là vô thưởng vô phạt luôn. Mình đã nói với mọi người rất là nhiều lần rồi, không cần phải đầu tư thêm vào một cái sản phẩm tẩy da chết dành cho môi để làm cái gì cả. Mọi người hoàn toàn có thể lựa chọn một cái sản phẩm son dưỡng môi hoặc là mặt nạ môi có kết cấu thật là dày, và mọi người dưỡng vào mỗi đêm. Sáng ngày hôm sau khi cái lớp da chết ở trên môi nó mềm ra rồi thì mọi người hoàn toàn có thể lấy một chiếc khăn ẩm hoặc là một miếng bông tẩy trang thấm nước ấm ấy, lau ở trên môi là mọi người sẽ thấy rằng là toàn bộ cái lớp da chết ở trên môi nó sẽ được làm sạch rất là nhẹ nhàng mà không hề đau rát. Riêng đối với cái sản phẩm Bubi này ấy, lý do vì sao ấy mà mình nói rằng đây là một cái sản phẩm rất là vô thưởng vô phạt. Đầu tiên về cái khả năng tẩy da chết môi của nó thực sự rất là kém. Tiếp theo đó cái sản phẩm này được quảng cáo với công dụng làm hồng môi, vì trong cái sản phẩm này có chứa rất nhiều những loại chiết xuất từ thiên nhiên. Mình lấy ví dụ như là chiết xuất từ cây phỉ này, đu đủ này, quả đào này, bưởi và rau sam. Nhưng mà mình đã sử dụng hết sạch một cái hộp tẩy da chết môi, và bên cạnh đó mình còn đang sử dụng thêm gần một nửa nữa nha mọi người. Thì theo riêng quan điểm cá nhân mình nhé, sản phẩm này không hề có công dụng làm hồng môi. Với giá 125.000 chỉ có 10ml thì mình nghĩ rằng là mọi người không nên mua cái sản phẩm này, vì thực sự là
quá chán luôn mọi người. Tiếp theo đó sẽ là một cái sản phẩm chăm sóc mắt cực kỳ thần thánh thời gian gần đây, đó chính là nước rửa mắt nha mọi người. Hiện nay ở trên tay mình đang có cái sản phẩm Ibon, hiện nay là nổi tiếng nhất ở trên TikTok luôn nha mọi người. Bên cạnh đó, bên tay phải của mình thì có một cái nhãn hàng, đó chính là iMiru. Thì cả ba cái sản phẩm mà mình đang có trên tay đều là nước rửa mắt. Đầu tiên thì mình sẽ review về cái sản phẩm Ibon, là một trong những cái sản phẩm nước rửa mắt bán cực kỳ chạy hiện nay ở trên Shopee, bởi vì mình thấy rằng ở trên TikTok mọi người khen về cái sản phẩm này rất là nhiều luôn nhá. Lý do vì sao cái chai hồng này nó không có tem là bởi vì khi mà mình mở ra ấy, thì cái sản phẩm này nó chỉ có một cái siêu ni lông thôi nha mọi người. Khi mà mở cái phần siêu ở trên nắp ra, mình đã kéo luôn cái phần nhãn ở phía bên dưới, cho nên là nó đã bị bay luôn cái nhãn, mọi người thông cảm nhé. Điểm khác biệt lớn nhất của cả hai cái dòng sản phẩm này đó chính là mức giá. Ibon thì sẽ có giá tầm 350.000 với dung tích là 500ml. Cũng với dung tích là 500ml thì iMiru có giá là 220 rẻ hơn rất là nhiều. Và về cái bao bì sản phẩm thì mọi người có thể thấy là được đựng vào những cái chai có màu sắc nhưng mà cũng trong suốt như thế này, để chúng ta có thể nhìn thấy cái lượng dung dịch ở phía bên trong. Và bên cạnh đó, cái dung dịch ở phía bên trong thì nó có cái chất lỏng như nước luôn nha mọi người. Về cái nắp để rửa mắt ở phía bên trên thì nó khác nhau một chút xíu, đó chính là cái sản phẩm Ibon ấy thì nó có dạng nhựa cứng, và ở phía cái vành mà nó áp sát cùng với mắt nó sẽ được làm bằng silicone nha mọi người. Nó sẽ mềm hơn rất là nhiều, cho nên khi sử dụng ở trên mắt ấy thì mọi người sẽ cảm thấy khá là thoải mái. Còn cái sản phẩm iMiru ấy thì nó sẽ khác biệt hơn. Cái nắp của sản phẩm này nó sẽ làm bằng chất liệu nhựa rất là mềm nhá. Cái nắp rửa mắt của nhà Ibon như thế này ấy, thì khi mà mình áp lên trên mắt mình cảm giác nó rất là khít luôn, nước nó không thể nào nó ra được nha mọi người. Và riêng cái nắp của nhà iMiru ấy khi ốp lên ấy thì mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ cứng hơn, nó cứng hơn. Tuy nhiên mọi người lưu ý nhá, vì cái nắp này nó cũng nhỏ cho nên là nó cũng sẽ không gây rò rỉ nước ra quá nhiều, nhưng mà để xét về cái độ khít ấy thì cái nắp của nhà Ibon là tốt hơn nha mọi người. Còn về cái chất dung dịch ở phía bên trong thì đầu tiên thì mình sẽ review về cái sản phẩm của nhà Ibon nhá. Cái dòng màu hồng này là làm dịu mắt này, mình thấy rằng mọi người mua rất là nhiều luôn, có thể sử dụng được cho cả kính áp tròng này, kính cận và cả mắt không cận nha mọi người. Còn cái sản phẩm mà dòng màu xanh đậm này thì đặc biệt để sử dụng cho những bạn nào sử dụng kính áp tròng này, mắt các bạn bị cận, hoặc là các bạn sử dụng các cái loại kính cận, kính đeo thì nên sử dụng cái loại xanh đậm này. Bên cạnh đó, cái dòng Ibon này nó còn có rất nhiều các cái loại màu khác nhau, mình sẽ để hình ảnh ở đây cho mọi người được biết nhé. Cách sử dụng ở đây là ở trên cái nắp này nó có một cái khớp ngang, đây mọi người có thể thấy này, thì chúng ta sẽ đổ nước đến cái phần khớp ngang đấy nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ áp lên trên mắt cho mọi người được thấy nhá. Nó cay lắm luôn mọi người ơi. Nó siêu cay luôn ý. Chớp mắt đi mọi người ơi. Chớp nhá. Nên rửa mắt trong vòng tầm 30 giây đổ lại, không vượt quá 30 giây nha mọi người. Nói chung là mình cứ chớp như thế này khoảng tầm 10-15 lần gì đấy thì mình sẽ mở ra. Đấy. Ui nó cay lắm luôn mọi người ơi. Và trong lần đầu tiên khi mà mình sử dụng cái loại màu hồng đấy là mình đã khá là bất ngờ, vì cái phần xung quanh mắt của mình ấy nó đỏ hết cả lên ấy, kiểu nó cay quá ấy mọi người ạ. Và có một cái đặc điểm ấy, ui nó cay lắm mọi người ơi. Đây, cái loại màu hồng này siêu cay luôn ý. Cái nước rửa mắt này của nó có một cái rất là hay, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng ấy, mà chúng ta rửa mắt xong ấy, nhìn vào trong cái nắp này mọi người sẽ thấy rằng những cái bụi bẩn ấy mà chúng ta không ngờ tới nó sẽ ở trong cái nắp này. Và bên cạnh đó, khi mà chúng ta có ghen mắt ấy, khi chúng ta rửa mắt thì cái ghen mắt nó sẽ trôi ra đây luôn nha mọi người. Nó rất là tiện luôn. Thì cái loại màu hồng này nó sẽ cay hơn rất là nhiều so với cả cái loại màu xanh này. Mình sử dụng cái loại màu xanh này mình cảm giác mình hợp hơn. Lý do vì sao? Cái loại màu xanh này khi mà mắt của mình đang khó chịu này, đang có cái tình trạng đỏ lên ấy, thì mình dùng cái loại màu xanh này cái mắt của mình nó sẽ dịu xuống rất là nhanh. Còn riêng cái loại màu hồng này, theo riêng quan điểm cá nhân mình là nó hơi mạnh, có hơi nhiều bạc hà, cho nên nó sẽ chỉ phù hợp đối với những bạn nào mà có mắt thường thôi. Đối với những bạn nào mắt nhạy cảm thì mình không khuyên mọi người sử dụng cái loại màu hồng này đâu. Cái loại màu xanh đậm này có những bạn bán hàng còn giới thiệu rằng nó có thể giảm cận, nhưng mình nói thật nhá, cái công dụng giảm cận ở đây nó rất là vô lý và phản khoa học luôn. Đơn giản đây là những cái sản phẩm rửa mắt thôi nha mọi người. Thì trong cái loại màu xanh mà dành cho mắt cận này, lý do vì sao mà khi mình sử dụng cái mắt của mình nó đang đỏ ấy thì nó sẽ dịu xuống rất là nhanh, bởi vì trong 100ml dung dịch cái loại màu xanh đậm này nó sẽ có chứa lên đến 200mg amino caproic acid. Thì đây là một cái chất có khả năng chống viêm và chống xung huyết ở mắt.
Bên cạnh đó, trong bản thành phần của sản phẩm này còn có chứa allantoin này, giúp phục hồi giác mạc. Lúc nào mình rất là mỏi mắt mà cái mắt của mình nó cứ bị đỏ ngầu lên ấy, thì khi mà mình sử dụng cái loại màu xanh này ấy, thì mình thấy rằng cái mắt của mình nó dịu xuống rất là nhanh. Bên cạnh đó là cái nồng độ bạc hà trong cái sản phẩm này nó không làm mắt của mình quá cay nha mọi người, cho nên cái loại màu xanh đậm này mình rất là thích luôn. Kể cả mắt mình không cận, khi mình sử dụng cái loại này mình cũng cảm thấy rất là ưng ý luôn nha mọi người. Còn riêng cái loại màu hồng này thì như mình đã nói là mình không thích cho lắm, bởi vì là nó quá cay mắt mọi người ơi. Nói chung là nó cay đến cái mức mà nó làm mình cảm giác khó chịu. Đây là sau tầm 5 phút ấy, mà mình vẫn thấy rằng cái mắt của mình nó cứ bị cay cay. Và bên cạnh đó thì mình sẽ review về cái sản phẩm iMiru. Cái sản phẩm này thì mình rất là thích luôn nha mọi người. Lý do vì sao? Đầu tiên là cái giá thành của nó rất là rẻ. Tuy nhiên về cái bảng thành phần của nó thì cũng không kém cạnh một chút nào. Cũng có chứa Amino Caproic Acid với hàm lượng là 100mg trên 100ml dung dịch, tức là nó bằng một nửa so với cái loại màu xanh này. Tuy nhiên cái khả năng chống viêm và làm giảm sưng đỏ của nó cũng rất là tốt nha mọi người. Thì ngay bây giờ mình sẽ sử dụng cho mọi người được thấy nhá. Đây, cái nắp của nó thì sẽ không có cái viền silicon, cho nên khi áp lên trên mắt ấy thì mọi người hãy áp chặt một chút xíu nhá. Đây này. Đấy. Đấy, nó cũng không bị chảy ra ngoài đâu mọi người ơi, vì cái chất liệu nhựa của nó ấy khá là dẻo và ốp sát vào mắt, nó không đau mắt lắm đâu. Cái này nó cũng khá là cay mắt, tuy nhiên nó không cay như cái loại màu hồng kia đâu. Nó giống tương tự như cái loại màu xanh đậm ấy mọi người ơi. Đấy, nó rất là kín luôn, nó không bị chảy ra ngoài nhá. Và khi mà rửa mắt xong ấy thì ở trong này nó sẽ có rất nhiều những cái bụi mặn mọi người ơi. Đây, cái loại màu xanh của iMiru này mình sử dụng một chút ấy là mình đã thấy cái mắt mình quen rồi. Nó giống hệt cái loại màu xanh đậm này luôn nha mọi người, nhưng mà giá thành rẻ hơn rất là nhiều, 350 và 220. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng nước rửa mắt và thực sự là mình thấy rằng rất là bất ngờ vì công dụng của nước rửa mắt luôn. Nó sẽ đã hơn rất là nhiều so với khi mọi người sử dụng những cái loại thuốc nhỏ mắt để làm dịu mắt ấy mọi người. Lý do vì sao? Khi mà rửa mắt ấy thì mọi người sẽ thấy rằng là giống như là cái mắt của mọi người được ụp vào một cái bể nước luôn ấy, và thực sự nó rất là mát luôn. Sau khi mà rửa mắt ấy là mình đã rất là bất ngờ, mình không nghĩ rằng là ở trong mắt của mình nó có nhiều bụi bẩn đến như vậy. Cực kỳ recommend cho mọi người sử dụng cái iMiru này, và bên cạnh đó là cái iBond màu xanh đậm này nha mọi người, dùng rất là thích luôn. Và đó là tất cả những cái đánh giá của mình đối với những sản phẩm cực kỳ hot hiện nay ở trên TikTok. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.